Tiêu Đào Thành, rốt cuộc tại sao ngươi lại đến đây chứ? Nàng thật sự tin rằng hắn ta vì thấy nàng chịu đối xử không công bằng nên mới đến công kích Đại Ngụy sao? Nàng lại tin rằng mới đầu gả nàng tới Đại Ngụy là vì hòa bình của Ngụy Tống hay sao? Ta thừa nhận Đại Ngụy đồng ý liên hôn Ngụy Tống chỉ là kế tạm thời thôi, nhưng mà Lưu Tống lại không hề như vậy. Một mặt bọn họ gả nàng cho ta, một mặt lại bổ sung quân bị chuẩn bị cho trận chiến. Sở Ngọc à, nàng hãy mở rộng mắt mà nhìn cho rõ đi. Người bên cạnh Tiêu Đạo Thành chính là người đã từng hãm hại Tư Mã Quân của nàng. Hắn đã tận tay giao bức thư cho Quốc Toàn, chính là muốn mượn tay cô ấy đưa nàng vào chỗ chết để gây ra chiến tranh giữa Ngụy Tống Quan Đường. Ta không tin đâu, chàng thường gạt ta, ta không tin chàng đâu. Có Quan Đường hay không, nàng tự hỏi hắn đi nào. Tiêu Đạo Thành, ta hỏi ngươi, các ngươi luôn coi ta là quân cờ có đúng không hả? Ngươi mau trả lời ta đi. Lần này Đại Tống xuất binh có phải là bắt đầu từ lúc hòa thân các ngươi đã sớm có kế hoạch hết rồi? Tiêu tướng quân à, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta cũng đừng giả vờ nữa. Trên chiến trường nói sự thật đi nào. Nhiếp Chính Dương, lập tức mở cổng thành, nếu không binh lính của Đại Tống ta sẽ phá cổng thành của các ngươi, giết hết bách tính của các ngươi đó. Hoàng Thúc à, Thiên Như Kính đâu? Hắn đến núi Dân Cẩm Bế Quan cầu phúc rồi, cho dù hắn ở đây cũng sẽ đồng ý lần hòa thân này. Sở Ngọc à, thật ra trong lòng Hoàng Thúc rõ ràng giả tâm Đại Ngụy bừng bừng, chỉ lần hòa thân này vốn không thể đổi lấy hòa bình vĩnh viễn, nhưng mà tiếc một mình cháu có thể đổi lại sự an cư lạc nghiệp của bách tính nghỉ ngơi để khôi phục lại đất nước. Dù rằng ta vô cùng không nỡ, ta cũng chỉ có thể để cháu đi. Được rồi, cháu đồng ý với Thúc. Tiêu tướng quân, ngươi cho rằng những người này có thể tấn công Đại Ngụy hay sao? Ta biết binh lính Bành Thành các ngươi đều là tinh binh mà Nhiếp Chính Dương đích thân huấn luyện, nhưng mà không sao cả, hôm nay ta đưa đến là liên minh. Liên minh? Quốc Siêu, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại dám giúp cho đại quân Lưu Tống, ngươi định làm phản sao? Làm phản? Hoàng thượng của các ngươi không phải đã sớm nói chủ soái của chúng ta là phản tặc rồi sao? Chúng ta làm như vậy chẳng qua chỉ là muốn lấy lại tôn nghiêm thuộc về chúng ta thôi. Các ngươi muốn làm gì đây? Quốc gia bất hạnh toàn bộ đều do hoàng thất gây ra, kẻ đầu sỏ trong đó chính là Nhiếp Chính Dương điện hạ. Nếu ngươi tự sát trước mặt của toàn thiên hạ, ta sẽ lập tức lui binh. Nếu không, ta sẽ cùng với người của Lưu Tống sẽ công phá thành trì của ngươi, cũng đều có thể giết chết ngươi. Hỗn xược! Nếu Nhiếp Chính Dương điện hạ không nở cái đầu của mình, vậy thì đừng trách chúng ta ra tay, khinh người quá đáng. Điện hạ, xin hãy cho phép ta ra khỏi thành để chém đầu của Quốc Siêu. Không đâu, Quốc gia quân là của Quốc Toàn, ai cũng không được động vào. Nhưng mà Quốc tướng quân không có ở đây, cô ấy sẽ đến thôi. Giết cho ta, giết! Tấn công! Dừng tay! Quốc Nhi! Quốc Toàn! Toàn Nhi à! Toàn Nhi! Toàn Nhi, Toàn Nhi à, muội không sao đó chứ? Nào, đứng lên đi. Không sao đó chứ? Các người đã quên ta đã nói gì hay sao?
Nhiệm vụ của quốc gia là bảo vệ bách tính nước nhà, nhưng mà các người lại công kích Thành cùng người Tống. Tam Thúc làm như vậy còn không phải là gì, đòi lại công đạo cho cháu hay sao? Chẳng lẽ cháu đã quên rồi? Trước tiên do Dung Chỉ không để ý lời thề, lại đến Thác Bạc Hoàng bội ước. Không chỉ như vậy, cháu lại tự nguyện giao binh quyền, nhưng bọn họ vẫn không tin, thậm chí còn để cho Bành Qua giết cháu để diệt trừ hậu hoạn. Một hoàng thất như vậy, một triều đình như vậy, tại sao cháu lại còn muốn bán mạng cho bọn họ chứ? Toàn Nhi à, Quốc lão tướng quân nói đúng đó. Muội không nên vì bọn họ thêm nữa mà hy sinh tính mạng của bản thân. Quốc toàn ta trung thành không phải là vì hoàng thất Đại Ngụy, mà là bảo vệ bách tính của Đại Ngụy trong tay không tất sắc. Đó là lương tâm và trách nhiệm của ta. Ta thích nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu của lũ trẻ, thích nhìn thấy bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Ta là vì tất cả những gì mình thích mà cố gắng. Cho dù những thứ ta đã từng bảo vệ, những người ta đã từng bảo vệ đều phản bội ta, cũng sẽ không thay đổi ước nguyện ban đầu của mình. Bởi vì ta trước nay chưa từng vì muốn nhận được sự cảm ơn mà dũng cảm chiến đấu. Càng huống hồ ta cũng không phải là kẻ ngốc, càng không thể để cho bọn họ coi chúng ta là quân cờ. Quân cờ? Cháu có ý gì đây? Toàn Nhi à, Cố Quan, đến hôm nay ngươi vẫn còn muốn gạt ta sao? Toàn Nhi, ta không biết muội đang nói cái gì. Ngươi không biết tại sao Bành Qua đột nhiên lại phát điên? Triệu chứng của hắn và sứ thần Lưu Tống điên cuồng giết người lúc đầu giống nhau. Sau khi ta bị thương, ngươi là người đầu tiên đến dồn Bành Qua vào chỗ chết, sau đó lại kích động quốc gia quân tạo phản. Tất cả những chuyện này đều do ngươi đã mưu tính từ trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu ngươi vẫn còn chút chân thành với ta, xin hãy nói cho ta biết ngươi là ai. Mỗi tướng phụng lệnh Nhiếp Chính Dương truy sát phản tặc, lĩnh quân cứu giá. Không thể nào! Nhiếp Chính Dương vĩnh viễn ở biên giới không biết gì cả, tại sao lại... Ngươi cười cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Sự lựa chọn của ngươi rất là đúng. Dung Chỉ mới là một Nhiếp Chính Dương hoàn hảo nhất, lạnh lùng, vô tình, nhưng rõ ràng hắn cũng bố trí tai mắt trong Long Lâm quân của ngươi. Không hổ danh là Nhiếp Chính Dương. Ta tưởng hắn đã rối loạn từ lâu, chưa từng nghĩ vẫn còn chiêu cuối cùng. Người đâu? Đưa đi. Thác Bạc Quan, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Thác Bạc Quan, Thác Bạc Dân, người muốn giết trẫm lại muốn cứu trẫm, không mâu thuẫn hay sao? Hoàng thượng của Đại Ngụy sao có thể chết một cách hèn nhát trong tay của nữ nhân được chứ? Chỉ tiếc ta không thể tự tay giết chết ngươi. Nếu đã như vậy rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội phân cao thấp. Ha 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 ha!
đánh bại ta thì sao chứ? Ngài vàng nhuốm đầy máu tanh này như ngồi trên thảm đinh, mỗi người mà ngươi giết đều sẽ biến thành cơn ác mộng của ngươi. Ngai vàng này sẽ không bao giờ yên ổn. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Mọi việc đã kết thúc rồi. Chàng đã thông báo cho Quốc Toàn. Phải. Chàng biết Đại Tống sẽ không thành sao? Nên vội vã tới đây không phải vì ta, mà là vì tập kết quân đội, bài bố phòng thủ. Ta vì Đại Ngụy, cũng là vì nàng thôi. Ta, Quốc Toàn, Thác Bạc Quần, Dân Võ Bá Quan và tất cả người dân Bình Thành đều bị chàng lừa gạt hết. Thời gian qua, để xây dựng hình tượng như chính dương đau khổ vì tình, chàng khiến cho mọi người lơ là cảnh giác. Nhưng mục đích thật của chàng thì sao? Là bắt hết bọn chúng. Dung Chỉ à, chàng mới là người tính toán kỹ lưỡng đó. Nàng rời khỏi Bình Thành, lòng của ta lo như lửa đốt. Dù nàng có tin hay không, ta cũng không hề dối trá. Chàng đừng lừa ta nữa. Chàng còn lừa chưa đủ hay sao? Người lừa chúng ta là kẻ khác. Quốc Toàn, Thiên Cơ Các đã bị ta tiêu diệt. Thân phận thực sự của Cố Quan chính là Thiên Cơ Các chủ. Nhanh chóng đến Bình Thành. Dung Chỉ, Cố Quan, chàng chính là các chủ thực sự của Thiên Cơ Các. Người trước đó chết ở quân doanh Lưu Tống chỉ là một kẻ thế thân. Không sai, ta chính là các chủ Thiên Cơ Các. Tên giặc Tống kia dám to gan lợi dụng ta. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Dạ, đứng yên hết, dừng tay. Nếu người dám làm hại Quốc Toàn, ta bắt người chết không toàn thay. Tại sao chàng lại làm như vậy chứ? Hòa thân. Không sai. Lấy một lưu Sở Ngọc đổi lấy cơ hội giành Đại Ngụy, tương lai lấy được Bình Thành để rửa nỗi nhục ở Ký Châu. Quyền lực trong triều chắc chắn sẽ nằm trong tay của ngươi. Nhưng mà lưu Sở Ngọc lúc nên cắt không cắt sẽ sinh tai họa, mềm lòng như đàn bà, sao có thể thành đại sự? Lưu thị tàn bạo, khí số đã tận, Thiên Cơ Các cực khổ bài mưu, chỉ vì muốn chọn một minh quân chống lại Bắc Ngụy thôi, để trấn an bá tánh. Tiêu Lăng Quân, chờ khi ngươi thay thế cho Lưu thị thì đừng quên lời hứa lúc đầu. Toàn Nhi, xin lỗi. Bắc Ngụy thế lớn, đã sớm mưu đồ chiếm thiên hạ rồi. Ta làm thế này chỉ vì muốn kiềm chế quân Ngụy, chọn một minh quân cho thiên hạ. Chàng nói dối. Chúng sinh thiên hạ, Cố Quan, chàng tự mà nhìn đi. Sự hiên ngang lẫm liệt mà chàng nói là giải cứu chúng sinh, để giết chết bao nhiêu người? Điều mà Thiên Cơ Các chủ muốn chính là có được quyền thế lớn mạnh từ các quan trong triều, để giành được vinh quang đứng trên vạn người.
Những thứ chàng làm chỉ mang đến cho Tống Ngụy toàn máu và chết chóc. Cố Quan à, đến giờ chàng vẫn không hối cải hay sao? Vậy chàng nói cho ta biết đi, có phải trong lòng của chàng cả ta cũng chỉ là một quân cờ, có đúng không? Không. Có lẽ trước đây ta muốn lợi dụng nàng, nhưng mà bây giờ trong lòng ta, nàng không phải là một quân cờ nữa, mà là thê tử của ta. Ta chưa từng nghĩ sẽ làm hại nàng. Ta càng không ngờ rằng sẽ mất đi con của chúng ta. Cố Quan, ta hỏi chàng, chàng có yêu ta không? Chàng có còn nhớ lời thề chàng dành cho ta không? Cố Quan, ta xin thề tại đây, nếu có kiếp sau, ta với lại Quốc Toàn sẽ đời đời kiếp kiếp làm phu thê. Toàn Nhi, ta yêu nàng. Nhưng ta không thể tha thứ cho chàng. Dù cho cả Đại Ngụy đều phản bội ta, thì đây cũng là nơi ta từng dùng máu để bảo vệ. Chàng đem đến bao tổn thương cho bá tánh và Đại Ngụy ta yêu, thì chàng phải trả giá bằng máu của mình. Toàn Nhi, ta không trách nàng đâu, nhưng ta lưu luyến nàng. Quốc Toàn, Toàn Nhi, Toàn Nhi à, Cố Quan, ta thề tại đây, cho dù đầu thai lần nữa, ta và Quốc Toàn cũng phải đời đời kiếp kiếp làm phu thê. Cố Quan, ta yêu chàng. Dù phụ nữ Đại Tống đổi hòa bình, ta còn tưởng mình rất là vĩ đại, thì ra là Hoàng Thúc lừa ta.
Quốc Toàn tưởng mình đã tìm được chốn đi về, nhưng lại rơi vào kết cục thế này, bởi vì Cố Quan lừa cô ấy. Còn chàng, nhiếp chính dương tài giỏi, Quốc Gia chàng rượt theo đến đây, ta thật sự đã dao động. Ta không nỡ rời khỏi Bình Thành, nhưng cuối cùng ta lại phát hiện thì ra chỉ là một màn lừa gạt thôi. Thời thế thiên hạ, thì ra đều là dùng nước mắt của phụ nữ và máu của bá tánh để xây đắp. Thật là buồn cười. Đúng là quá buồn cười. Sở Ngọc à, trước giờ ta chưa từng nghĩ sẽ lừa nàng, nhưng chàng luôn lừa ta. Nhưng ta lại không muốn tin điều đó. Ta thật sự quá ngu ngốc. Ta thật sự quá là ngu ngốc. Quốc Toàn, cả đời thông minh, hồ đồ nhất thời. Chàng tránh ra đi. Sở Ngọc, Diễn Quân, Diễn Quân, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tập hợp ở cửa thành, chuẩn bị tấn công. Chàng buông ta ra. Điện hạ, chiến sự cần ngài chủ trì. Quân Tống sắp công phá cửa thành, bảo vệ nàng ấy thật tốt, thiếu một sợi tóc ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Dân ạ. Giết! 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 Giết cho ta! Thanh Diệp, cô điên sao? Công chúa, mau đi đi. Người đâu? Giải xuống. Đi. Không được tổn thương cô ấy. Cứ đi theo hướng này là sẽ đến Đại Tống. Sau khi đến Đại Tống thì cô đã an toàn. Đại Tống chắc chắn Dung Chỉ không tha cho cô đâu. Cho nên sau khi đến Đại Tống lại nghĩ cách khác. Thiên Như Kính, Thiên Như Kính à, người sao rồi? Về Đại Tống, mau chóng về Đại Tống đi. Sao lại thế này? Ngươi đợi đó, ta về Đại Tống tìm đại phu cho ngươi. Sở Ngọc à, không kịp rồi, không kịp nữa rồi. Xin lỗi. Thiên Như Kính à, ta làm liên lụy ngươi rồi. Rõ ràng là cành vàng lá ngọc, lại suýt chút nữa thành vật hy sinh của triều đình. Nếu nói liên lụy thì ta liên lụy cô mới đúng. Ta từng ra điều kiện ép cô giết Dung Chỉ. Ta thực sự xin lỗi, đã làm hại người vô tội như cô. Đó không phải là ý của ta đâu. Ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Cái gì ý trời đều là do con người tạo ra. Thiên Cơ Các tự xưng là giúp đỡ thế đạo, nâng đỡ minh quân, nhưng sự thật là gợi lên chiến tranh, lạm sát vô tội. Tất cả
chẳng qua là giả tâm của sư thúc ta mà thôi. Kẻ đã gợi lên chiến tranh không phải Thanh Lang hay Thất Sát, mà là ham muốn của ông ta mà thôi. Ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Công chúa à, hứa với ta đừng quay lại bên cạnh của Dung Chỉ. Cuộc giao dịch triều chính này đã kết thúc rồi. Người đâu? Có. An táng hai người họ cùng với nhau. Dân, bộ kiếm mà kiếp này cô ấy thích nhất cùng bộ chiến giáp kia cũng chôn theo chung đi. Tuân mệnh. Điều tại tên khốn kiếp cố quan này. Ngươi là tam thúc của cô ấy, lại không hiểu cô ấy. Ngươi cho rằng cô ấy là vì chết, vì tình yêu với cố quan sao? Không đâu, không phải. Cô ấy không phải là cô gái sống vì chữ tình. Quân quốc gia phản bội, cô ấy dùng cái chết của mình nhắc nhở ta có lỗi với cô ấy. Cô ấy đang chuộc tội thay cho các ngươi, đang cầu xin cho các ngươi đó. Từ giây phút cố quan phản bội cô ấy, thì trong lòng của cô ấy đã không còn người này rồi. Cô ấy từng nói như thế trước mặt của mọi người, là không muốn các ngươi thấy ấy nấy thôi. Lần này ta tha cho các ngươi, các ngươi tự xử lý đi. Điện hạ, Dương phi người, Sở Ngọc làm sao rồi? Nói đi nào. Quân Ngụy thế lực áp đảo, đã liên tục chiếm 10 thành trì của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, không quá một tháng chúng sẽ tấn công Kiến Khang. Ta đang bảo các ngươi nghĩ cách. Đầu óc các ngươi đặt hết rồi hay sao? Hay miệng bị dính phân đây hả? Báo cáo bệ hạ, thần đã về. Ngươi còn biết quay lại sao? Chính vì nghe lời sàm ngôn của ngươi, Bắc Ngụy, Bắc Ngụy mới tức giận như vậy. Thần biết tội. Người đâu, lấy đầu của hắn, đưa đến Bắc Ngụy làm quà tạ lỗi đi nào. Bệ hạ, cho dù ngài giết thần thì cũng không thể làm Đại Ngụy ngu giận đâu. Kế sách bây giờ chỉ có tiến hành đồng bộ hai bên để giải quyết chuyện này thôi. Thế nào là tiến hành đồng bộ hai bên vậy? Lãnh quân lần này nhiếp chính vương Bắc Ngụy kia vốn không phải là dòng họ hoàng tộc của Bắc Ngụy. Nếu như lúc này có người loan tin đồn ở kinh thành nói hắn chỉ xuống phía nam có ý đồ làm trái quy tắc, cách này khá lắm. Tiếp đi nào. Ngoài ra, chúng ta có thể phái sứ giả tiến hành đàm phán hòa bình. Ngươi tưởng ta không nghĩ đến hay sao? Nhưng Bắc Ngụy không chịu. Có một người có thể dốc sức cứu giãn tình thế. Là ai? Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc. Tham kiến công chúa. Sở Ngọc à, cuối cùng con đã trở về rồi. Tống Ngụy giao chiến, hoàng thúc rất là sợ Bắc Ngụy sẽ trút cơn thịnh nộ vào con, cứ luôn lo cho con đó. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Ta cứ dặn đi dặn lại ngàn vạn lần, Kiều Tiêu tướng quân bất luận thế nào cũng phải đưa con về bình an. Hoàng thúc muốn gì thì cứ nói thẳng đi nào, đừng có vòng vo nữa. Chỉ là hiện tại đã chọc tức Đại Ngụy rồi. Đội quân mà nhiếp chính vương kia thống lĩnh đã liên tiếp phá nát 10 tòa thành của ta rồi, sắp sửa tấn công vào Kiến Khang rồi. Thì sao chứ?
Sở Ngọc à, dù gì các con cũng từng là phu thê, chỉ cần con chịu ra mặt, ta tin là Đại Ngụy nhất định sẽ đồng ý đàm phán hòa bình. Vậy là Hoàng Thúc hy vọng Sở Ngọc hy sinh thêm lần nữa sao? Sở Ngọc à, chuyện này không phải vì Hoàng Thúc. Lẽ nào con đành lòng trơ mắt đứng nhìn bá tánh bơ vơ không nơi nương tựa, nhà tan cửa nát, nhìn Đại Ngụy giẫm nát non sông của Đại Tống ta hay sao chứ? Sở Ngọc à, đây cũng là nhà của con mà, Đại Tống của con đó. Hoàng Thúc à, người nhìn rõ trên mặt của ta đây, đâu nào, có viết hai chữ đồ ngốc hay không hả? Sẽ lại bị cho người lừa dối hết lần này đến lần khác hay sao? Người đánh giá ta cao quá rồi đó, dung chỉ sẽ không thoái binh đâu. Người cứ đợi đội quân tinh nhuệ của Đại Ngụy giảm nát kiến khang giết người trước rồi tính đi. Vậy thì ta sẽ chặt đầu của ngươi treo ở ngoài chiến trường. Bệ hạ, Sở Ngọc à, ta biết con trách Hoàng Thúc, nhưng mà không sao, vì bá tánh Đại Tống con sẽ đồng ý mà thôi. Dẫn xuống đi. Công chúa, hoàn cảnh ở đây thô sơ, xin thông cảm cho. Nhưng người không cần lo đâu, Nhiếp Chính Dương sẽ đến nhanh thôi mà. Dung chỉ đồng ý đàm phán hòa bình rồi, đương nhiên, ta đã nói rồi, chỉ cần công chúa chịu mở miệng, Nhiếp Chính Dương nhất định sẽ đồng ý thôi. Tiêu Đạo Thành, trước đây ngươi là một người chơi đàn thanh cao liêm chính, nhưng trải qua nhiều năm rèn luyện lại trở thành một chính khách thành công, có thể thấy được quyền lực thật là hấp dẫn người khác. Vốn dĩ ngươi đưa ta đến đây, nếu Dung Chỉ đồng ý đàm phán hòa bình, các ngươi sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nếu Dung Chỉ không đồng ý, sẽ giết ta giá họa cho người Ngụy, kích động lòng phẫn nộ của người Tống, không phải hay sao? Công chúa à, người cứ hay nói bản thân rất là ngốc, nhưng mà thực tế người không ngốc chút nào hết. Ta chẳng qua chỉ là người bình thường thôi, bất hạnh phải sống giữa một đám người thông minh, thật sự quá đau khổ rồi. Công chúa nói đùa chứ, người đã đánh giá thấp địa vị của mình trong lòng Nhiếp Chính Dương rồi. Quân Ngụy liên tục thắng lợi, thế mạnh áp đảo, ta đề xuất tiến hành đàm phán hòa bình ở đình cách 10 dặm ngoài bình thành, hộ vệ không được quá 100 người. Điều kiện khắc nghiệt như vậy mà hắn lại đồng ý, có thể là Nhiếp Chính Dương đối với công chúa đây vẫn còn tình sâu nghĩa nặng lắm. Đây rốt cuộc là đàm phán hòa bình thật hay là giả vậy? Công chúa không cần quá lo lắng đâu, người sẽ được tự do nhanh thôi. Điện hạ, người Tống đề xuất đàm phán hòa bình có thể đến Bình Thành, ngài vốn không cần thiết đồng ý điều kiện của họ. Sở Ngọc trong tay của họ, cái mà người Tống gọi là đàm phán hòa bình chính là lấy tính mạng của nàng ấy để uy hiếp ta. Điện hạ, ta lo lắng cho sự an nguy của ngài, nàng ấy là thê tử của ta, người ở lại Bình Thành, nếu không có lệnh không được tự ý hành động. Điện hạ, điện hạ. Sở Ngọc, Dung Chỉ, chàng đừng qua đây.
đuổi theo cho ta. Thả ta ra, ta tự đi. Muốn thả ra, trừ phi ta chết. Bỏ ta ra, buông ta ra. Nhiếp Chính Dương à, bây giờ bắt đầu dùng khổ nhục kế rồi sao? Người biết rõ có bẫy, còn dấn thân vào nguy hiểm. Người muốn ép ta mềm lòng, làm ta tha thứ cho người sao? Ta chỉ muốn bảo vệ cho nàng thôi. Đợi đã, ở bên đó, đuổi theo. Dung chỉ, Dung chỉ, Dung chỉ, tỉnh dậy đi. Nghe nói Nhiếp Chính Dương mạnh như vũ bão, trong một lúc giành được 10 thành trì của Lưu Tống, sắp sửa tiến công vào Kiến Khang rồi đó. Sắp tới nếu Nhiếp Chính Dương thực sự tiến công vào Kiến Khang, chẳng khác nào đã tài cao còn không ngừng cố gắng nữa sao? Câm miệng! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Lôi xuống đi! Đánh chết! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tuyệt đối đừng tức giận vì mấy tên nô tài không hiểu chuyện kia, coi chừng tổn hại đến sức khỏe đó. Ngay cả hai tên nô tài không hiểu chuyện cũng biết Dung Chỉ chiến công hiển hách, vốn đã có mưu đồ trái với đạo làm thần tử rồi. Có thể thấy cả đại ngụy này vốn dĩ không ai là không biết, không ai không rõ cả. Dung Chỉ à, Dung Chỉ, ngươi dám lạm quyền ở đại ngụy, dương oai quyền thế đến nước này sao? Bệ hạ, tất cả mọi thứ mà Nhiếp Chính Dương làm đều là vì đại ngụy mà. Vậy sao? Hắn có thể mua chuộc Long Lâm quân của Trẫm một cách êm đềm, tiêu diệt Thác Bạc Dân. Hắn có thể không dùng đến một binh một tướng nào của quốc gia mà phá 10 thành trì của Lưu Tống. Hắn còn có điều gì mà Trẫm còn chưa biết nữa đây? Còn cái gì nữa chứ hả? Bệ hạ, xin ông trời phù hộ cho hoàng thượng khỏe mạnh trường thọ, phúc vận dài lâu. Ta nguyện tổn thọ đi 10 năm để cầu phúc cho hoàng nhi. Bệ hạ, mẫu hậu, hoàng nhi, sao bệ hạ lại đến chỗ của ta vậy? Mẫu hậu, hoàng nhi nhớ người rồi. Hoàng nhi, mẫu hậu, Nhiếp Chính Dương lại đánh thắng trận rồi. Đó là chuyện tốt. Cửu cửu đánh thắng trận, Trẫm nên vui mừng mới phải. Nhưng nếu như hắn thực sự giành được Kiến Khang, lập nên công trạng chói lọi, vậy thì uy danh của hắn đã vượt trội hơn Trẫm rồi. Mấy hôm nay trong kinh thành đã lan tin đồn khắp nơi, vua yếu thần mạnh, đại ngụy khó mà yên bình đây. Có khi nào bệ hạ lo xa quá hay không? Không đâu, Trẫm không phải lo xa. Khang Dương và Trẫm là huynh đệ ruột, mà còn phản bội lại Trẫm, huống hồ chi là Nhiếp Chính Dương. Hắn chính là con hổ mạnh sổng chuồng, sẽ có một ngày hắn lựa người mà cắn. Không có đâu, sẽ không như vậy đâu Hoàng Nhi à. Mẫu hậu à, xin người hãy giúp Trẫm đi.
Người nhất định phải giúp cho trẫm đó. Bệ hạ, mau đứng dậy đi. Mẫu hậu đương nhiên sẽ giúp cho người mà. Mau đứng dậy đi nào. Người muốn mẫu hậu giúp thế nào đây? Hả? Trẫm liên tiếp đưa ra ba thánh chỉ, yêu cầu hắn lập tức thoái binh, nhưng Nhiếp Chính Vương lại làm ngơ. Trẫm đã hết cách rồi. Nhưng mẫu hậu là người duy nhất có quan hệ huyết thống với hắn trên đời. Chỉ cần là lời của người nói, hắn nhất định sẽ nghe. Được, 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 ta đồng ý. Không chỉ có như vậy đâu. Không thể giữ lại Nhiếp Chính Vương.